đến tới tập công ty ô tô miền Nam. Thì hiện tại là em đang ở showroom chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ là 27 Tiến Chánh Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 1, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Em đang trước màn ảnh đây là một con N250SL. Thì thùng dài của nó là 4m3, tải trọng của nó là hiện tại là 2,4 tấn, hoặc là anh chị có thể xuống phía 1 tháng 9 để mình đi vào các con đường thành phố, nó không được cấm giờ. Đây là con thùng mui bạc. Đây. Bên công ty chúng em là đang có chương trình mua xe MIT tặng gói bảo dưỡng miễn phí, trị giá là 10 triệu đồng, bao gồm đó là mình thay nhớt, thay lọc nhớt. Đây là con Hyundai MIT 110 HP, công suất của nó là 150 mã lực. Dòng xe 110 HP á, thì nó có nhiều thay đổi so với dòng 110S. Điển hình như là cái tem của nó thì hiển thị đó là F150, biểu hiện cho là công suất của nó lên tới 150 mã lực. Đây, hộp số của 110 HP là nó to hơn hộp số của 110S. Trục cắt đăng cũng to hơn. Cầu xe thì nó cũng to hơn 110S luôn. Còn kế đây là con New Mighty N250SL, thùng dài là 4m3. Hiện tại là con này có hai tải trọng, đó là 1,9 tấn, để cho anh chị đi trong thành phố mình không có sợ cấm giờ cấm tải, hoặc là anh chị có thể lên là 2,4 tấn để mình có thể chở hàng hóa được nhiều hơn. Đây, hộp số, trục cắt đăng, cầu xe thì của Hyundai là cực kỳ to hơn cả nhà hàng khác. Bên em hiện tại đang có trưng bày một số dòng xe có thùng sẵn và cũng như là dòng xe chưa thùng, để quý anh chị có thể chọn những cái mẫu thùng để cho mình phù hợp trong quá trình mình vận chuyển hàng hóa. Đây, em quay rõ hơn cái con thùng mui bạc vẫn nghi nóc. Đây là con thùng mui bạc bụng inox, biên inox, sàn inox, khung xương thì làm bằng kẽm. Còn bên đây là một con N250SL luôn. Hiện tại là con này là full inox luôn, cho quý anh chị mình có thể về mình chở những cái mặt hàng như là có nước, hoặc là chở hàng cá đông lạnh thì mình thể mình dùng con này. Hiện tại là các tất cả các dòng xe bên em á, nếu mà đóng thùng tại ô tô miền Nam á, thì quý anh chị có để được một cái tem, đó là tem xuất xưởng bên nhà máy. Nó có để hiển thị rõ đó là nhà máy xuất xưởng sản xuất ô tô chuyên dùng. Ở đây là nè, sản phẩm thùng nè. Nó thể hiện là ngày xuất xưởng nè, ngày xuất xưởng của cái thùng này là ngày 18 tháng 2 2020. Thời hạn mà được bảo hành đó là 12 tháng. Bên đây thì tụi em có một con đông lạnh. Con đông lạnh này là xe nhà máy
dành cho quý anh chị mình có thể chở hàng đông lạnh như tôm cá, hoặc là mình có thể chở kem. Đây, thùng đông lạnh lên em. Máy lạnh này có thể âm tới 18 độ luôn nha. Đây là con Botter H150. Thì cái dòng Botter là cái dòng nó đã siêu bền từ trước đến nay rồi. Xe này về chạy là im như du lịch luôn. Xe này sử dụng nó là phục trước nó là giò gà, phục sau nó là nhíp. Đây, kế bên em cũng là một con 110SB. Nhìn 110SB nó hầm hố hơn nhiều so với dòng 110S. Đây, xe bên em đang có nhiều. Đây, kế bên đây cũng là một con 110SB màu xanh, đang đóng thùng sẵn luôn. Thùng mui bạc, biên inox, vách ngoài cũng bằng inox luôn, về inox, khung xương thì được làm bằng tôn kẽm này, quay cho anh chị xem nha. Hiện tại bên tổng công ty ô tô miền Nam của chúng em hiện tại đang có là 7 chi nhánh. Chi nhánh thứ nhất là nằm ở địa chỉ 201 quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh thứ hai là nằm ở địa chỉ số 68 quốc lộ 1A, phường An Khai Trung, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh số 3 là hiện tại đang ở địa chỉ số 88, đó là chi nhánh Hyundai miền Nam, nằm ở số 88 quốc lộ 1A, phường An Khai Trung, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh số 4 bên em là nằm ở bên ô tô miền Nam, chi nhánh Bình Dương, địa chỉ là nằm ở phường Thuận An, thị xã Bình Dương. Chi nhánh thứ 5 là hiện tại chúng em đang nằm ở địa chỉ số 14 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chi nhánh thứ 6 là tụi em đang nằm ở địa chỉ ở quốc lộ 1A, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và chi nhánh em đang đứng đây là chi nhánh thứ 7, địa chỉ đang ở là 27 Tiến Chánh Võ Nguyên Giáp, thì đang nằm ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Đây, bên đây là con Mighty, dòng ga cơ duy nhất hiện tại đang còn trên thị trường. Đây, bên trong đây là một con Mighty thùng mưa bạc, đóng theo kiểu thùng đó là anh chị có thể về chở gạch đó, nên là cái phần khung xương trên đó có thể là bật mở lên được. Còn trong đây em đang trưng bày ba con N250SL thùng kính. Đây, có thể cho anh chị coi chiếc thùng kính. Ở đây cái cản hông á, bên em có cái logo của miền Nam luôn, nhìn rất là tinh xảo và đẹp mắt. Còn khung bo đôi bên em đóng là inox hoàn toàn nha anh chị. Khung bo đuôi bằng inox, vách inox đây, rất là chắc.
Rồi em quay xung quanh, hiện tại là đang ở chi nhánh Đồng Nai, chi nhánh thứ 7 của tổng công ty ô tô miền Nam. Thì em quay một vòng cho anh chị xem, nếu anh chị nào mình có nhu cầu mua xe hoặc là mình đổi sang xe mới thì anh chị có thể liên hệ đến chi nhánh của em, tại đang ở Đồng Nai, địa chỉ số 27 đường Võ Mi Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Em quay cái địa chỉ cho anh chị nha. Anh chị nào có nhu cầu mua xe mới hoặc là mình đổi sang xe để mình dụ cho nhu cầu kinh doanh vận chuyển mình tốt hơn á. Ngoài việc kinh doanh mua bán xe Hyundai thì bên em có bán dòng xe Hino, xe Isuzu, Fuso, Daibu, hoặc là anh chị có thể mua những cái dòng xe tải như Suzuki 500kg hoặc là 800kg thì bên em đều có bán. Anh chị nào muốn đến xem xe trực tiếp hoặc là đến để được tư vấn thì cứ liên hệ số điện thoại 0908 965300 để gặp em. Em tên Hảo, nhân viên kinh doanh tại ô tô miền Nam chi nhánh Đồng Nai. Em xin chào.